quý vị, cập nhật thông tin hai vụ ngộ độc methanol khiến nhiều người nhập viện, hai người tử vong. Ngày 12 tháng 8 năm 2022, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia định Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có 5 trong 9 bệnh nhân ngộ độc methanol điều trị tại bệnh viện này đã ổn định và xuất viện. 4 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị, sức khỏe cải thiện hơn. Như báo Thanh Niên đã thông tin trước đó, vào ngày 3 tháng 8, một nhóm người đa số là sinh viên nhậu rượu pha nước ngọt tại một nhà hàng ở thành phố Thủ Đức. Đến ngày 5 tháng 8, một người trong nhóm này tử vong tại phòng trọ, một người tử vong tại bệnh viện. 6 người còn lại nhập viện do bị ngộ độc methanol, trong đó có 2 người điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Đã có 1 ca xuất viện ngày 11 tháng 8 và 1 ca xuất viện ngày 12 tháng 8. 4 người điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia định, hiện 3 người đã xuất viện. Vụ ngộ độc methanol này khiến 2 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra. Đến ngày 5 tháng 8, nhóm 5 người khác ở thành phố Hồ Chí Minh uống rượu pha cồn, rửa tay chứa methanol. Kết quả, ngày 6 tháng 8 và 7 tháng 8, tất cả 5 người này lần lượt nhập viện vì ngộ độc methanol. Hiện đã có 2 người trong nhóm này xuất viện. Thưa quý vị, liên tục nhiều người uống rượu pha cồn methanol phải nhập viện. Do đó, từ ngày 15 tháng 8, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh rượu, đồ uống có cồn trên toàn thành phố, thời gian kéo dài đến hết năm 2022. Trước đó, năm 2021, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có 2 công văn đề nghị các quận, huyện tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn mua bán, sử dụng rượu không rõ nguồn gốc. Theo bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia định, methanol hay thường được gọi là cồn công nghiệp có nhiều công dụng khác nhau như làm sơn, dung môi. Tuy nhiên, chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol. Ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, chỉ có các triệu chứng như say rượu, nhưng ngộ độc rượu do methanol thì thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống. Chính vì vậy, để tránh tình trạng ngộ độc methanol thì không nên uống rượu bia không rõ nguồn gốc, khuyến cáo sử dụng các loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được cấp phép lưu hành. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.